Và một trong những cái thông tin mà được tôi verify trong tuần lễ này và chỉ còn có một hai ngày nữa thôi. Nếu nếu như những người nào mà đang khiếu kiện đất đai, tôi gọi là đang khiếu kiện đất đai mà xem livestream hoặc bạn bè của họ mà đang xem livestream của tôi ở tại Sài Gòn. Nhất là những người đang ở Thủ Thiêm đó các bạn. Thì có thể tới chỗ này. Bởi vì hai ngày nữa, Thế tính theo cái giờ Việt Nam đó, thì sẽ có một cái event khá đặc biệt là cơ hội mà tất cả quan chức đỏ đều có mặt. Đều có mặt nghe các bạn. Đều có mặt để mà tham dự và cái này không những là các quan chức đỏ mà tất cả những doanh nghiệp tức là những thương gia ở Sài Gòn nếu không dự tiệc được thì cũng phải gửi thư mừng. Bởi vì ngày 2 tây tháng 6 Tôi nói ngày 2 tháng, tháng 6 tính theo giờ Việt Nam đó các bạn 11 giờ trưa 11 giờ trưa tức là ngày thứ bảy đúng không? 2 tháng 6 là ngày thứ bảy 11 giờ trưa tại nhà hàng gom Nhà hàng có tên là GEM đó, tôi gọi là gom á Ok à, Ở số 8 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận nhất Sài Gòn Các bạn nhớ dùm tôi Số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm quận nhất Sài Gòn nhà hàng gom tôi biết không biết là các bạn biết cái nhà hàng này hay không nếu các bạn ở Sài Gòn sẽ diễn ra một cái đám cưới rất lớn rất lớn là con của đương kim bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà làm đám cưới cho con tại cái khu vực này do đó thì nhiều quan chức đỏ sẽ có mặt và là cơ hội cho những người khiếu kiện đất đai những người đi đòi đất những người phản đối về môi trường bị ô nhiễm có thể tới cái địa điểm này vào ngày 2 tây tháng 6 lúc à, 11 giờ trưa nghe các bạn 11 giờ trưa thì sẽ có cái đám cưới diễn ra và hai tuần lễ sau đó thì Trần Hồng Hà lại tiếp tục thực hiện cái đám cưới lần thứ hai tại Hà Nội và do đó tại sao tôi đưa cái đề tài đầu tiên của tôi trong cái buổi uh, nói chuyện ngày hôm nay với các bạn là về vấn đề các quan chức nghĩ ra cách hối lộ một cách hợp pháp các bạn. Tổ chức đám dỗ, đám tang hay đám cưới là cơ hội để các quan chức bắn tin cho tất cả những doanh nghiệp, những thương nhân có quan hệ với mình là phải biết điều một chút đám cưới con của tôi đấy. Và các bạn biết phong bì đi thì sẽ không ít đâu. Phong bì đi sẽ không ít đâu và lần này tôi được biết sau khi mà tôi verify, tôi verify cái tin này xong đó, tức là tôi xác nhận cái nguồn tin này xong đó thì cái nguồn tin này còn cho biết là cái đám cưới này Trần Hồng Hà có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là đương nhiên hốt được bao nhiêu thì hốt từ các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp nào liên hệ tới môi trường. Các bạn biết là những a à, những thương nhân Trung Quốc là đây là cái cơ hội để mà góp vốn cho Trần Hồng Hà. Là người thứ nhất là một trong những cái mục tiêu thứ nhất và mục tiêu thứ hai là trần hồng hà cũng muốn sử dụng cái đám cưới này để phô trương thanh thế nhằm mục đích để có thể ngồi vào cái ghế phó thủ tướng trong cái nhiệm kỳ tới đó là hai cái mục đích mà trần hồng hà tổ chức rình rang đám cưới của con mình ở tại đây và cái người phụ trách mà đưa thiệp mời cho trần hồng hà chính là Lương Duy Hành, người phụ trách toàn bộ trong cái vấn đề thanh tra công ty Formosa tại miền Trung các bạn. Và các bạn hiểu Lê Lương Duy Hành là ai và có họ hàng gì với Trần Hồng Hà, tôi không nói thêm nữa. Các bạn ở trong nước hiểu rành hơn tôi. Nhưng cái đám cưới này sẽ xảy ra vào ngày 2 tây tháng 6 tại nhà hàng Gum, tức là chữ Chi, lập chữ 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 G đó các bạn chữ Y tức là chữ E đó chữ M ở số 8 đường Nguyễn Bình Khiêm quận nhất Sài Gòn thì nhân cái đám cưới này thì cái nguồn tin đã đưa cho tôi thấy trong thời gian gần đây tức là khoảng độ 10 năm trở lại đây các bạn cái vấn đề tham nhũng của Việt Nam đã đến mức trầm trọng rồi nhưng mà làm sao lách luật để mà không bị vướng vào tham nhũng các bạn ngày lễ, ngày Tết, ngày dỗ, ngày cưới, ngày tang, tất cả những cái ngày này trở thành cái ngày đại thu của các quan chức. Từ nhỏ tới lớn các bạn, từ cấp phường xã cho tới cấp trung ương. Và tất cả là phải nhận quà hết. Và những cái quà lễ đó nó không phải là những cái vật mà các bạn thấy là một cái một cái black hay là một cái gì nó bình thường nó đơn giản một cái cà vạt mà nó chỉ là những cái phong bì rất mỏng rất nhẹ các bạn và trong những cái phong bì đó lại là những con số rất khổng lồ những con số mà các bạn không tưởng tượng được và cả đời các bạn cũng chưa chắc là đã dám mơ ước tới con số này tùy theo cái mức độ của các quan đó ở cấp phường xã cấp tỉnh cấp thành phố hay cấp trung ương các bạn mà cấp trung ương đó thì con số càng lúc càng lớn hơn và họ không vi phạm luật pha luật tham nhũng nha cái này là tiền cưới à cái này là tiền đi tiền cưới à cũng giống như là tiền à, à, đóng góp vào đám dỗ hay là tiền phúng điếu đám tang tất cả những cái tiền này nó đều không nhẹ các bạn và họ qua mặt tất cả những cái gọi là cái luật mà do họ đặt ra các quan chức ở trong Việt Nam luôn luôn sẽ tổ chức không phải chỉ một lần mà đôi ba lần để có cơ hội cho các doanh nghiệp có à, có cái cơ hội đóng góp cho kinh tế gia đình của mình. Tôi gọi là đóng góp cho kinh tế gia đình của mình. Lần này bản tin mà tôi đưa ra cho các bạn nghe là Trần Hồng Hà, đương kim Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ làm cái đám cưới sẽ làm hai lần, một lần ở Sài Gòn và một lần ở Hà Nội. Và lần ở Sài Gòn đương nhiên là nhắm vào nhiều thương gia. Những thương gia nào mà kinh doanh liên can tới môi trường dù không đến dự được thì cũng phải có phong bì mừng mừng đám cưới con của mừng đám cưới con của ông này và cái đám cưới lần thứ hai sẽ được tổ chức ngoài hà nội và ngoài hà nội theo tôi được biết là dành cho tất cả các quan chức đảng viên những người có thế thần nhất trong cái bộ chính trị mục đích là để lót đường chuẩn bị cho cái ghế phó thủ tướng cái ghế phó thủ tướng trong nhiệm kỳ tới mà Trần Hồng Hà đang có tham vọng ngồi vào ghế phó thủ tướng các bạn. Các bạn nhìn đi, đây là một trong những cái điều mà tôi chia sẻ là các quan chức ở trong Việt Nam dùng cái khôn vặt của mình mà tôi đã từng nói trong nhiều cái livestream để lách né những cái luật do chính họ ban hành và họ tự cho rằng đó là hợp pháp và họ không phạm luật. Bằng cách là tổ chức birthday, sinh nhật tổ chức đám cưới tổ chức đám dỗ hay trong nhà có tang thì tất cả những phong bì đó đều đến tận nơi dưới danh nghĩa là phúng điếu mừng tuổi hay là chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc các bạn nhưng mà đây cũng là cơ hội cho những người nào đang ở quận thủ thiêm những người đang khiếu kiện đất đai những người đang mất đất đang đi đòi đất hay là những người đang hoạt động vì môi trường mà đã cảm thấy gọi là tôi dùng cái chữ của cái, cái chế độ cai trị các bạn là bức xúc thì tôi, người chúng tôi gọi là bất mãn hay là bực tức nhưng mà ở trong đó gọi là chữ bức xúc đó các bạn thì nhất là những cái vấn đề của nhà máy in Lehman ha hay là nhà máy nhiệt điện ở miền Nam ha hay là những công ty sản xuất thép mà thảy chất thải ra môi trường đó các bạn. Chất thải à, gọi là có chất độc kim loại đó, ra môi trường ở Việt Nam mà những người nào đang phản đối thì cái cơ hội mà các bạn đang ở Sài Gòn là cơ hội tốt nhất cho các bạn đến để mừng tiệc cưới của con của ông Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà. Người ta đi phong bì thì các bạn có thể đi bằng những cái banner, những cái băng rôn. Trong đó thì tôi biết chắc chắn rằng là sẽ được chú ý rất nhiều các bạn. Ít nhất là người dân chú ý. Tôi không nói đám quan chức đỏ đâu. Và các bạn tha hồ có thể dùng máy chụp hình, dùng máy quay phim, dùng phone để chụp lại những cái cảnh đó. Tôi nghĩ rằng trong những cái tuần lễ tới thì sẽ có những cái hình ảnh rất là vui đưa trên mạng xã hội để chúng ta tha hồ bình luận. Nhưng ở đây tôi không bình luận đến cái đám cưới của Trần Hồng Hà tổ chức cho con của mình mà tôi nói cái bản chất là hiện nay không riêng gì Trần Hồng Hà mà hầu như tất cả những quan chức cai trị các bạn một năm như vậy không biết có bao nhiêu cái lễ lộc họ đẻ ra để buộc những người làm ăn buôn bán phải biết điều với họ và nếu không biết điều thì tự nhiên là vài bữa sau là thấy cái cơ sở của mình lên trên báo ngay và sau đó sẽ là à, công an vào cuộc rồi thanh tra nhà nước vào cuộc và cuối cùng thì phải trả giá cho cái việc không chịu đi phong bì và những cái phong bì này nếu mà tính theo luật pháp của kẻ cai trị các bạn nó hợp pháp tại vì đâu phải hối lộ ô cái số tiền này là tôi mừng đám cưới của cô dâu chú rể mà hay là cái số tiền này là tôi đi phúng điếu cho gia đình của họ mà chứ đâu phải là tôi tham nhũng đâu đâu phải là tôi 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 hối lộ cho quan chức đâu một cái cớ rất hợp pháp để các quan chức công khai nhận tiền các bạn và số tiền này được dùng làm cái gì thì các bạn biết rồi và cái tham nhũng của việt nam nó là như vậy và ông nguyễn phú trọng gọi là đốt lò tham nhũng thì không biết là ông có đốt luôn những cái vụ này hay không hay là ông chỉ đem một vài nhân vật thuộc cánh đối lập với ông trong cái đảng cuộc thanh trừng của ông và ông đem ra ông ta đốt thôi còn thuộc cánh của ông ta thì ông ta có đốt hay không cái này chúng ta chưa biết các bạn tôi nhìn vào cái vụ yên bái cho tới giờ phút này nó vẫn im lặng khi mà bà bí thư tỉnh yên bái vẫn còn phay phay và gia đình của bà vẫn cai trị tỉnh yên bái vẫn cai trị ở đó một cách thoải mái và vẫn không có một cái dấu hiệu gì cho thấy là cái cái lò củi của ông nguyễn phú trọng sẽ đốt tới bà này trong khi những người đi theo cánh miền nam thì bị đốt liên tục luôn các bạn bị đốt liên tục luôn còn sân sau của ông trọng thì không thấy ai bị đốt cả và trần hồng hà cũng chỉ là một cái thứ sân sau và tôi chưa biết rằng là lần này sẽ có bao nhiêu quan chức ở sài gòn đến dự cái tiệc cưới của con của trần hồng hà là tôi không biết là lê thanh hải có giữ hay không lê thanh hải đang bị chiếu tướng trong cái vụ ở thủ thiêm và lần này nếu như mà các bạn ở Sài Gòn Hà Nội ở Sài Gòn những khu vực lân cận có thể đến để mà chiêm ngưỡng cái à, cái à, đám cưới của một quan chức đỏ như thế nào và chắc chắn là cả đời các bạn mơ tưởng cũng không được và lạng quạng ngày hôm đó sau khi mà tôi làm cái livestream này á là các con đường xung quanh cái nhà hàng đó sẽ bị phong tỏa chưa chắc các bạn đã tiếp cận được cái nhà hàng đó nhưng mà tôi hy vọng rằng những người có những ngôi nhà xung quanh ở đó vẫn trên nhà của mình chụp được những tấm hình thảy lên mạng xã hội tôi cảm ơn rất là nhiều vâng trở lại câu chuyện của chúng ta các bạn trong tất cả các xã hội trên thế giới nếu mà nói cái quốc gia nào không tham nhũng thì chúng ta thấy rõ ràng là xạo bất cứ quốc gia nào kể cả hoa kỳ kể cả âu châu kể cả nga trung quốc tất cả các quốc gia đều vướng vào cái nạn tham nhũng cả không quốc gia nào tránh khỏi tuy nhiên cái mức độ tham nhũng nó cao hay nó thấp và nó có làm phiền tới công chúng hay không thì nó khác các bạn nó khác xa lắm ví dụ như ở hoa kỳ các bạn vẫn thấy uh, vẫn có uh, lâu lâu vẫn có cái tin là một hai quan chức hay là dân biểu bị bắt vì tội tham nhũng đúng không các bạn nhưng mà cái tham nhũng của họ không có ảnh hưởng đến người dân mà họ tham nhũng những cái chính sách nào đó hay là làm ăn nào đó và nó ảnh hưởng tới cái kỹ nghệ đó một phần nào và cái mức độ rất là ít cái mức độ tham nhũng ở những quốc gia mà tôi vừa nêu tên rất là ít còn những cái quốc gia mà thuộc cái xã hội một đảng cai trị đó các bạn là nó tham nhũng từ đầu tới cuối luôn nó tham nhũng một cách khủng khiếp luôn các bạn các bạn thấy à, ở nghe ở Trung Quốc nè, ở Việt Nam nè và vừa rồi các bạn thấy cái cuộc mà thay đổi ở Malaysia hay không? ở Malaysia khi mà người ta khám nhà của ông Thủ tướng mà vừa bị uh, điều tra và sự trả lại chính trường của ông Mahathir Mohammad đúng không các bạn? là người ta phát hiện ra cả triệu đô la tiền bạc nó tham nhũng như vậy và các quan nó tham nhũng bằng mọi cách nhưng mà những quốc gia đó là những quốc gia họ có một cái cơ chế gọi là đa đảng. Nhiều đảng cây, nhiều đảng tham chính. Do đó khi bị tố giác ra thì ông này không cản được. Ông này đang nắm quyền thủ tướng mà các bạn. Và cuối cùng thì ông ta đã thất bại. Và sự trở lại chính trường của Mahathir Mohamad chín mươi mấy tuổi rồi. Mà vẫn phải giác công trở lại chính trường thay vì an nhà, an hưởng tuổi tuổi già. Nhưng mà vì cái đất nước đó, Mahathir Mohamad chấp nhận trở lại chính trường và ông ta thắng cử. Bây giờ nói qua tình hình của cái đảng cai trị các bạn đi. Cái đảng cai trị các bạn nha, có bao giờ, có bao giờ mà họ làm một hàng loạt, một cái cuộc gọi là thanh trừng về tham nhũng không các bạn? Nếu như mà làm một cách thẳng tay, thì toàn bộ 3 triệu đảng viên đó đều phải sách gói đi tù hết đều phải sách gói đi tù hết các bạn. Nếu như thật sự Việt Nam có một cái chế độ đa đảng. Còn một đảng cai trị thì tao tham nhũng kệ tao. Cùng lắm thì kỷ luật trong đảng rồi vài năm sau tao qua cái chỗ khác tao làm thì tao cũng lên chức thôi. Và tiếp tục tham nhũng các bạn. Tùy theo mỗi ngành mà họ ăn. Và cái nạn tham nhũng ở Việt Nam không thể trị, không thể giảm được. Bây giờ ai nói giảm chứ tôi nói là không thể giảm được, tại vì một đảng cai trị không thể nào giảm được tham nhũng mà nó chỉ có tăng thôi. Bất quá nó chỉ là cuộc thanh trừng nội bộ trong đảng. Và phe này thắng thì phe thua sẽ bị thanh trừng thế thôi. Còn trong một cái xã hội mà nhiều đảng cai trị thì nó khác các bạn. Và nó có một cái nền tư pháp độc lập đó thì sẽ sách gói đi tù hết các bạn. Sách gói đi tù hết. Và các bạn thấy ở trong cái gọi là chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng bị lôi cổ của đinh của Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng vân vân. Nhưng mà các bạn nói cho tôi nghe đi, đó là những cái mà người ta nhìn thấy rõ là phe cánh từng là một thời phe cánh của Nguyễn Tấn Dũng chứ không phải là phe cánh của Nguyễn Phú Trọng. Thì các bạn đã đủ hiểu là đó là một cuộc thanh trừng chứ không phải là một cuộc bài trừ tham nhũng. Tại nếu bài trừ tham nhũng nguyễn phú trọng phải đem phe cánh của ông ta lên trị trước thì nó mới chứng minh cái thái độ trong sạch của ông ta và quyết tâm chống tham nhũng của ông ta còn đằng này ông ta chỉ nướng những người thuộc phe cánh của nguyễn tấn dũng thì các bạn đã hiểu đó chỉ là một cuộc thanh trừng chứ không phải là một cái cuộc chống tham nhũng để giúp cho dân bớt khổ các bạn và cái chống tham nhũng đó có ảnh hưởng được tới người dân hay không các bạn Bây giờ các bạn lái xe bị công an giao thông trận lại Họ có lấy tiền các bạn không? Và các bạn khi mà bắt đầu đi lên những cái cơ quan thuộc về gọi là cái chính phủ cai trị các bạn Xin giấy tờ đó Thì các bạn sẽ có đưa bao phong bì hay không? Nếu muốn công việc của mình mau Nhất là cái cơ chế cồng kền Đủ 7-8 cái mọc thì mới thoát Thì mới có thể được được thực hiện cái dự án của mình và mỗi một cái mộc như vậy là ít nhất phải là một hai cái phong bì. Nó ảnh hưởng toàn bộ xã hội. Cái tham nhũng ở Việt Nam nó ảnh hưởng trực tiếp tới người dân. Nó không giống những những xã hội khác nha các bạn. Những xã hội mà tôi vừa nói giống như ở Hoa Kỳ. Cái tham nhũng nó có hay không? Nó có. Tôi khẳng định luôn. Nhưng nó có ảnh hưởng tới đời sống người dân hay không? Cái đó nó không có. Còn cái ảnh hưởng của cái tham nhũng ở Việt Nam Nó ảnh hưởng trực tiếp tới người dân Các bạn ra đường mà các bạn vi phạm luật giao thông một cái là các bạn sẽ thấy cái cảnh cái cảnh mà công an giao thông lấy tiền các bạn như thế nào rồi Thậm chí các bạn không vi phạm mà bị thổi còi lại cũng nộp 1-200 ngàn rồi Đúng chưa? Rồi các bạn đi đến những cái cơ quan công quyền Tức là thay vì họ có trách nhiệm giúp đỡ các bạn thực hiện những cái dự án ABCD thì họ tỏ thái độ quan liêu hách dịch trừ phi các bạn đưa phong bì dưới gầm bàn thì mọi việc sẽ được thông ngay và tùy theo mức độ của phong bì các bạn công việc thông nhanh hay thông chậm thôi đó là cái thể chế đang cai trị các bạn và khi mà các bạn nhất là những các bạn mà đi ra làm ăn tức là không còn đi làm công nữa đó tức là muốn tự mình làm ăn để tự mình làm chủ cuộc đời của mình đó thì cái chi phí của các bạn mà lo lót cho các quan chức nó còn hơn cái đồng lương các bạn gấp 10 lần khi các bạn đi làm công nữa các bạn mở một nhà hàng để buôn bán kiếm cơm qua ngày ông công an khu vực ông chủ tịch phường ông chủ tịch quận rồi tới cái gì cái giấy phép kinh doanh rồi tới cục thực phẩm quản, quản lý thực phẩm tất cả những ban ngành đó nó đều in vo nó đều can dự đến cái mối làm ăn đó của các bạn của cái nhà hàng đó và nếu các bạn không có phong bì thì họ sẽ lem điểm này điểm kia ra Ồ oh, cái building này anh chọn nó có cái chỗ này phải sửa lại chỗ này phải làm để để thông qua nội các bạn chi tiền sửa không là tốn bao nhiêu tiền rồi mà chi tiền sửa không chưa chắc được thông qua nữa khi chi tiền sửa là lại phải chi thêm tiền cho cho các quan chức ở trong cái 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 cái, cái gọi là kiểm soát cái ngành xây dựng đó là các bạn lại phải tốn thêm tiền ở đó nữa rồi đúng không nếu mà các bạn không không lo lót cho những quan chức tới kiểm tra cái cái cơ sở làm ăn của các bạn và nếu mà chi một lần đó thì thôi mình làm ăn rồi lỡ rồi bỏ 100 ngàn đô la ra làm ăn thì coi như thêm trăm ngàn nữa đi là tiền coi như là tiền thí cô hồn đi nếu được như vậy thì các bạn cũng đã may mắn nhưng cái này các bạn là cái chi phí hàng tháng tức là họ lấy tiền không phải chỉ một lần mà họ mong là các họ muốn các bạn phải nộp tiền hàng tháng cho họ. Cái này là cái mà các bạn nhức đầu nhất đó. Lấy một lần thì ta thí cô hồn, còn mà lấy hàng tháng. Bây giờ đâu cần biết mình bán lời hay bán lỗ mà cứ tháng nào nó cứ theo phần trăm nó lấy. À, công an khu vực đòi hùng 5%, 10%, ông chủ tịch phường cũng đòi hùng 5, 10%, rồi ông ông quản lý thị trường cũng đòi hùng 5, 10% mà có ông nào bỏ vốn đâu? nói bằng cái miệng rồi tới tháng cứ ông này phải chia năm phần trăm mười phần trăm tiền lời ông kia cũng phải chia tiền lời ông nọ cũng phải chia tiền lời các bạn dám khai lỗ hay không khai lỗ cái nó ủa lỗ mà mở ăn cửa làm ăn làm gì thôi đóng cửa cha nó cho rồi đi các bạn đó là thực chất và cái lối tham nhũng đó nó xảy ra đầy rẫy ở việt nam đó nó xảy ra đầy rẫy ở việt nam ở sài gòn ở hà nội ở khắp các nơi và chưa kể là chủ tịch phường hôm nay tổ chức đám cưới cho con thế là các bạn lại phải có phong bì mà phong bì ít đâu có được các bạn một vài triệu thì nó đâu có đủ nhét kẻ răng của các quan chức đâu phải là một vài chục triệu trở lên nó mới thấm nó mới đủ cho một chai rượu chứ mà là vài triệu đồng thì đâu có đủ, đâu có thấm vào đâu đâu các bạn và rồi xong rồi vừa đám cưới xong cái là tháng sau tự nhiên cái ông chủ tịch phường nói Ô sắp sửa tới đám dỗ của ông già tôi á mời anh tới chơi nha Nghe nhắn câu đó là các bạn biết lại có phong bì đám dỗ nữa làm Rồi tới bớt đê Y trang Trần Hồng Hà bây giờ đang làm đám cưới cho con vậy thôi các bạn Y trang Họ làm tiền một cách trắng trợn như vậy và họ không hề phạm luật nha các bạn Tiền này tiền cưới, tiền này tiền đám dỗ tiền này tiền phúng điếu đám tang tiền này tiền mừng thọ cho má tôi mắc mới gì tôi tôi làm lễ mừng thọ cho má tôi rồi cái người ta đi tiền người ta dơ người ta đi quà tặng cho má tôi mắc mới gì tôi tôi đâu có tham nhũng đâu các bạn đó là cách khôn vặt đách luật của những quan chức đỏ đó các bạn trong khi ở những quốc gia khác nhận một đồng thôi nhận một tấm vé đi coi football thôi là ngồi tù muốn rụt xương rồi các bạn đừng nói chi tới mà tham nhũng cả bạc triệu như vậy và cái xã hội đó nó vẫn tiếp tục và các bạn vẫn phải e cổ đưa phong bì và các bạn vẫn tiếp tục sống lầm lũi như những tên nô lệ nếu các bạn không muốn thay đổi cái xã hội đang sống của mình mà muốn thay đổi nó thì các bạn biết phải làm gì để thay đổi cái xã hội của mình và trong cái môi trường hiện nay cái hoàn cảnh hiện nay liệu các bạn thay đổi trong ôn hòa thì chừng nào nó mới xảy ra các bạn hết cuộc đời các bạn chưa chắc nó xảy ra đâu nếu các bạn chọn thái độ ôn hòa để thay đổi xã hội bởi vì những kẻ cai trị đó các bạn càng ôn hòa thì càng dễ cho họ cai trị hơn các bạn phải chọn phương pháp khác để có thể phản ứng và thay đổi cái xã hội của mình đang sống và khi thay đổi nó Thì cuộc sống các bạn nó còn dễ thở hơn Còn hơn bây giờ Các bạn tiếp tục sẽ làm nô lệ Cho những tên mang thẻ đảng Hút máu các bạn bằng đủ mọi kiểu Ok các bạn Đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay của tôi Một lát nữa tôi sẽ trở lại với cái đề tài thứ hai Và cái đề tài thứ hai này à, Nó cũng liên quan tới Việt Nam Nhưng mà nó có một chút gì đó tôi cần phải giải thích với các bạn Về cái thể chế trước năm 1975 Ở miền Nam Việt Nam và tôi trở lại trong vòng 3 phút. Mong các bạn đừng rời khỏi làn sóng phát hình, phát thanh của KD TV, Hải Lê Television, Hải Lê Radio. Tôi sẽ trở lại trong vòng 3 phút. My Kid, Hải Lê, làm bằng hồng sâm 6 tuổi cho các em, giúp các em tuổi từ 2 cho đến 19 tuổi, ăn ngon, ngủ ngon, tăng trưởng chiều cao, kích thức sự ăn uống, tránh biến ăn, giúp bộ não tăng trí nhớ và bổ xương muốn biết thêm chi tiết hoặc order xin liên lạc qua số 1 800 888 9363 800 888 9363 hoặc 832 933 8888 832 933 8888 hoặc vào website đồng trùng lê.com Công ty Hải Lê giới thiệu sản phẩm Plumberry Detox kết hợp nhiều loại rau quả giúp tiểu tiện dễ dàng đào thải chất dư thừa qua đường tiểu tiện thon, bụng nhỏ có tác dụng giảm cân nhanh phòng chống các bệnh như tim mạch, tiểu đường, ung thư, cải thiện hệ thống tiêu hóa, tăng cường thị giác, giảm ảnh hưởng quá trình lão hóa. Xin liên lạc qua số 1-800-888-9363, 800-888-9363 hoặc 832-933-8888, 832-933-8888 hoặc vào website www lê com Xin giới thiệu đến quý vị Dược Thảo Viên Tăng Lực Superman Hải Lê với chất liệu hoàn toàn thiên nhiên thảo mộc, giúp tăng năng lượng, giúp cơ thể hồi sức nhanh chóng, không gây tác dụng phụ, thích hợp ngay với người ăn kiêng. Tuy nhiên, viên tăng lực không thích hợp với trường hợp sau đây: phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú, bệnh nhân đang được điều trị để chữa bệnh và những người dị ứng với caffeine, không thích hợp cho trẻ em dưới 18 tuổi. Một viên tăng lực HL Superman nên sử dụng trước bữa ăn 15 phút với nước ấm, cách 8 tiếng khi cần muốn biết thêm chi tiết hoặc order xin liên lạc qua số -888 -888 hoặc -888 hoặc vào website trùng hải .com. Dược thảo Energy giúp tăng cường sinh lực chung cho phụ nữ và nam giới, giúp khỏe, làm việc nhiều giờ không biết mệt, giúp máu huyết lưu thông, giảm nguy cơ tai biến mạch máu não. Ơi, mấy ngày nay chị làm cái lễ nó đông cái mà chị muốn luôn. Chị để dành cái là chị em cho đó mà lúc chị gần chiều, chị biết uống uống xong mà. một tiếng sau chị khỏe chị làm thì không có thấy mệt luôn. Xin liên lạc qua số 888 9363, 888 9363 hoặc 888 888 888 888 hoặc vào website đông trùng hải Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ xuyên bang phát thanh trên các làn sóng 98.7 FM Houston, Texas, 24 trên 24, 106.3 FM miền Nam California, 1430 và 1500 AM San Jose và 1690 AM vùng Sacramento. Chương trình hôm nay nhận được sự bảo trợ của các sản phẩm hải lê như mặt nạ buôn khoáng, đồng cùng hải lê, đường dược, energy, water, dầu gió thương hiệu, natural, nano oil, cà phê linh chi, dược thảo tử đường, sản phẩm của Hải Lê đều được bảo đảm, không hiếu hiệu, không lấy tiền. Liên lạc để biết thêm chi tiết 1 800 888 9363 1 800 888 9363 hoặc 832 933 8888 832 933 8888. Trở lại chương trình Houston Nhật Ký mỗi ngày với Trần Nhật Phong trên Hải Lê Radio 98.7 FM tại Houston, Texas Và chương trình này cũng đang được phát hình trực tiếp trên KDSL TV 56.6 tại miền Nam California 16.1 tại Bắc California và 30.6 tại Dallas, Texas Chương trình cũng được phát hình trực tiếp trên Galaxy 19 vệ tinh toàn cầu Và đương nhiên cũng đang được phát trực tiếp qua livestream của phong trên facebook và youtube hy vọng rằng cái âm thanh hai ngày hôm nay rất là tốt để các bạn có thể nghe rõ và nhìn thấy rõ cái âm thanh cũng như hình ảnh của phong à, trở lại với cái đề tài hàng ngày của phong lúc nãy phong đã à, có cái đề tài đầu tiên nhân cái dịp mà gửi lời chúc mừng cho bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường Trần hồng hà làm đám cưới cho con vào ngày 2 tây tháng 6 tức là ngày thứ bảy tại nhà hàng gom ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm quận Nhất Sài Gòn và hy vọng rằng những đồng bào khiếu kiện đất đai ở Thủ Thiêm ở khắp nơi ở khu vực Sài Gòn hoặc lân cận những người đang tranh đấu cho tài nguyên và môi trường sạch hơn cho Việt Nam có thể tới đó dự đám cưới của con Trần Hồng Hà và sau đó thì Trần Hồng Hà hai tuần lễ sau đó sẽ tiếp tục thực hiện cái đám cưới lần thứ hai ở ngoài hà nội để tiếp tục hốt và xây dựng quy thế mục đích là nhòm ngó cái ghế phó thủ tướng trong cái mùa sắp tới các bạn và nhân cái dịp này thì tôi mới nói về cái gọi là tham nhũng của các cán bộ đỏ ở trong cái thể chế cai trị các bạn cách tham nhũng của họ qua nhiều hình thức khác nhau và những người làm ăn là những người khổ nhất với những quan chức tham nhũng này các bạn. Các bạn là những người sống bình thường, đi làm công các bạn không thấy được nỗi khổ của những người gọi là làm doanh nghiệp ở Việt Nam đâu các bạn. Họ phải nộp nhiều cái thuế tô lắm các bạn. Tôi gọi là thuế tô theo kiểu ngày xưa thời Pháp thuộc đó các bạn. Nó còn gấp trăm lần thời Pháp thuộc nữa. Từng được và cả đời các bạn cũng chưa chắc là đã dám mơ ước tới con số này. Tùy theo cái mức độ của các quan đó ở cấp phường xã, cấp tỉnh cấp thành phố hay cấp trung ương các bạn mà cấp trung ương đó thì con số càng lúc càng lớn hơn và họ không vi phạm luật pháp luật tham nhũng nha cái này là tiền cưới à cái này là tiền đi tiền cưới à. cũng giống như là tiền à, à, đóng góp vào đám dỗ hay là tiền phúng điếu đám tang tất cả những cái tiền này nó đều không nhẹ các bạn và họ qua mặt tất cả những cái gọi là cái luật mà do họ đặt ra các quan chức ở trong việt nam luôn luôn sẽ tổ chức không phải chỉ một lần mà đôi ba lần để có cơ hội cho các doanh nghiệp có à, có cái cơ hội đóng góp cho kinh tế gia đình của mình. Tôi gọi là đóng góp cho kinh tế gia đình của mình. Lần này bản tin mà tôi đưa ra cho các bạn nghe là Trần Hồng Hà, đương kim Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ làm cái đám cưới sẽ làm hai lần, một lần ở Sài Gòn và một lần ở Hà Nội và lần ở sài gòn đương nhiên là nhắm vào nhiều thương gia những thương gia nào mà kinh doanh liên can tới môi trường dù không đến dự được thì cũng phải có phong bì mừng mừng đám cưới con của mừng đám cưới con của ông này và cái đám cưới lần thứ hai sẽ được tổ chức ngoài hà nội và ngoài hà nội theo tôi được biết là dành cho tất cả các quan chức đảng viên những người có thế thần nhất trong cái bộ chính trị Mục đích là để lót đường chuẩn bị cho cái ghế phó thủ tướng Cái ghế phó thủ tướng trong nhiệm kỳ tới Mà Trần Hồng Hà đang có tham vọng ngồi vào ghế phó thủ tướng các bạn Các bạn nhìn đi Đây là một trong những cái điều mà tôi chia sẻ Là các quan chức ở trong Việt Nam Dùng cái khôn vặt của mình mà tôi đã từng nói trong nhiều cái livestream để lách né những cái luật do chính họ ban hành và họ tự cho rằng đó là hợp pháp và họ không phạm luật. Bằng cách là tổ chức bớt đê, sinh nhật, tổ chức đám cưới, tổ chức đám dỗ hay trong nhà có tang thì tất cả những phong bì đó đều đến tận nơi dưới danh nghĩa là phúng điếu, mừng tuổi hay là chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Các bạn, nhưng mà đây cũng là cơ hội cho những người nào đang ở quận Thủ Thiêm, những người đang khiếu kiện đất đai, những người đang mất đất đang đi đòi đất hay là những người đang hoạt động vì môi trường mà đã cảm thấy gọi là tôi dùng cái chữ của cái cái chế độ cai trị các bạn là bức xúc. Thế thì người chúng tôi gọi là bất mãn hay là bực tức nhưng mà ở trong đó gọi là chữ bức xúc đó các bạn. Thì À, nhất là những cái vấn đề của nhà máy in à, à, lyman ha hay là nhà máy nhiệt điện ở à, miền nam ha hay là những công ty sản xuất thép mà thải chất thải ra môi trường đó các bạn chất thải à, gọi là có chất độc kim loại đó. ra môi trường ở việt nam mà những người nào đang phản đối thì cái cơ hội mà các bạn đang ở sài gòn là cơ hội tốt nhất cho các bạn đến để mừng tiệc cưới của con của ông Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà Người ta đi phong bì Thì các bạn có thể đi bằng những cái banner Những cái băng rôn Trong đó thì tôi biết chắc chắn rằng là sẽ được chú ý rất nhiều các bạn Ít nhất là người dân chú ý Tôi không nói đám quan chức đỏ đâu Và các bạn tha hồ có thể dùng máy chụp hình Dùng máy quay phim, dùng phone để chụp lại những cái cảnh đó tôi nghĩ rằng trong những cái tuần lễ tới thì sẽ có những cái hình ảnh rất là vui đưa trên mạng xã hội để chúng ta tha hồ bình luận. Nhưng ở đây, tôi không bình luận đến cái đám cưới của Trần Hồng Hà tổ chức cho con của mình. Mà tôi nói cái bản chất là hiện nay không riêng gì Trần Hồng Hà mà hầu như tất cả những quan chức cai trị các bạn. Một năm như vậy không biết có bao nhiêu cái lễ lộc họ đẻ ra để buộc những người làm ăn buôn bán phải biết điều với họ. Và nếu không biết điều thì tự nhiên là vài bữa sau là thấy cái cơ sở của mình lên trên báo ngay và sau đó sẽ là à, công an vào cuộc rồi thanh tra nhà nước vào cuộc và cuối cùng thì phải trả giá cho cái việc không chịu đi phong bì. Và những cái phong bì này nếu mà tính theo luật pháp của kẻ cai trị các bạn nó hợp pháp tại vì đâu phải hối lộ. Ô oh, cái số tiền này là tôi mừng đám cưới của cô dâu chú rể mà hay là cái số tiền này là tôi đi phúng điếu cho gia đình của họ mà. Chứ đâu phải là tôi tham nhũng đâu. Đâu phải là tôi 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 hối lộ cho quan chức đâu. Một cái cớ rất hợp pháp để các quan chức công khai nhận tiền các bạn. Và số tiền này được dùng làm cái gì thì các bạn biết rồi. Và cái tham nhũng của Việt Nam nó là như vậy. Và ông Nguyễn Phú Trọng gọi là đốt lò tham nhũng thì không biết là ông có đốt luôn những cái vụ này hay không hay là và chưa kể là chủ tịch phường hôm nay tổ chức đám cưới cho con thế là các bạn lại phải có phòng bị mà phòng bị ít đâu có được các bạn một vài triệu thì nó đâu có đủ nhét kẻ răng của các quan chức đâu phải là một vài chục triệu trở lên nó mới thấm nó mới đủ cho một chai rượu chứ mà là, vài triệu đồng thì đâu có đủ, đâu có thấm vào đâu đâu các bạn và rồi, rồi xong rồi vừa đám cưới xong cái là tháng sau tự nhiên cái ông chủ tịch phường nói Ô sắp sửa tới đám dỗ của ông già tôi á mời anh tới chơi nha Nghe nhắn câu đó là các bạn biết lại có phong bì đám dỗ nữa làm mà Rồi tới bớt đê Y trang Trần Hồng Hà bây giờ đang làm đám cưới cho con vậy thôi các bạn Y trang Họ làm tiền một cách trắng trợn như vậy và họ không hề phạm luật nha các bạn Tiền này tiền cưới, tiền này tiền đám dỗ tiền này tiền phúng điếu đám tang Tiền này tiền mừng thọ cho má tôi mắc mới gì tôi? Tôi làm lễ mừng thọ cho má tôi, rồi cái người ta đi tiền người ta dơ, người ta đi quà tặng cho má tôi mắc mới gì tôi, tôi đâu có tham nhũng đâu. Các bạn. Đó là cách khôn vặt lách luật của những quan chức đỏ đó các bạn. Trong khi ở những quốc gia khác nhận một đồng thôi, nhận một tấm vé đi coi football thôi là ngồi tù muốn rụt xương rồi các bạn đừng nói chi tới mà tham nhũng cả bạc triệu như vậy và cái xã hội đó nó vẫn tiếp tục và các bạn vẫn phải e cổ đưa phong bì và các bạn vẫn tiếp tục sống lầm lũi như những tên nô lệ nếu các bạn không muốn thay đổi cái xã hội đang sống của mình mà muốn thay đổi nó thì các bạn biết phải làm gì để thay đổi cái xã hội của mình và trong cái môi trường hiện nay cái hoàn cảnh hiện nay liệu các bạn thay đổi trong ôn hòa thì chừng nào nó mới xảy ra các bạn hết cuộc đời các bạn chưa chắc nó xảy ra đâu nếu các bạn chọn thái độ ôn hòa để thay đổi xã hội bởi vì những kẻ cai trị đó các bạn càng ôn hòa thì càng dễ cho họ cai trị hơn các bạn phải chọn phương pháp khác để có thể phản ứng và thay đổi cái xã hội của mình đang sống và khi thay đổi nó Thì cuộc sống các bạn nó còn dễ thở hơn Còn hơn bây giờ Các bạn tiếp tục sẽ làm nô lệ Cho những tên mang thẻ đảng Hút máu các bạn bằng đủ mọi kiểu Ok các bạn, đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay của tôi Một lát nữa tôi sẽ trở lại với cái đề tài thứ hai Và cái đề tài thứ hai này à, Nó cũng liên quan tới Việt Nam Nhưng mà nó có một chút gì đó tôi cần phải giải thích với các bạn Về cái thể chế trước năm 1975 Ở miền Nam Việt Nam và tôi trở lại trong vòng 3 phút. Mong các bạn đừng rời khỏi làn sóng phát hình phát thanh của KD Hải Lê Television, Hải Lê Radio. Tôi sẽ trở lại trong vòng 3 phút. My Kid, Hải Lê, làm bằng hồng sâm 6 tuổi cho các em, giúp các em tuổi từ 2 cho đến 19 tuổi, ăn ngon, ngủ ngon, tăng trưởng chiều cao, kích thức sự ăn uống, tránh biến ăn, giúp bộ não tăng trí nhớ và bổ xương muốn biết thêm chi tiết hoặc order xin liên lạc qua số 1 800 888 9363 800 888 9363 hoặc 832 933 8888 832 933 888 8888 hoặc vào website đồng trùng lê.com Công ty Hải Lê giới thiệu sản phẩm Plumberry Detox kết hợp nhiều loại rau quả giúp tiểu tiện dễ dàng đào thải chất dư thừa qua đường tiểu tiện eo thon bụng nhỏ có tác dụng giảm cân nhanh phòng chống các bệnh như tim mạch, tiểu đường, ung thư, cải thiện hệ thống tiêu hóa, tăng cường thị giác, giảm ảnh hưởng quá trình lão hóa. Xin liên lạc qua số 1-800-888-9363, 800-888-9363 hoặc 832-933-8888, 832-933-8888 hoặc vào website www lê com Xin giới thiệu đến quý vị dược thảo viên tăng lực Superman Hải Lê với chất liệu hoàn toàn thiên nhiên thảo mộc, giúp tăng năng lượng, giúp cơ thể hồi sức nhanh chóng, không gây tác dụng phụ, thích hợp ngay với người ăn kiêng. Tuy nhiên, viên tăng lực không thích hợp với trường hợp sau đây: phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú, bệnh nhân đang được điều trị để chữa bệnh và những người dị ứng với caffeine, không thích hợp cho trẻ em dưới 18 tuổi. Một viên tăng lực HL Superman nên sử dụng trước bữa ăn 15 phút với nước ấm, cách 8 tiếng khi cần. Muốn biết thêm chi tiết hoặc order xin liên lạc qua số 1 800 888 9363 800 -888 -9363, hoặc 832 933 8888 832 933 8888 hoặc vào website đông trùng hải lê.com Dược thảo Energy giúp tăng cường sinh lực chung cho phụ nữ và nam giới, giúp khỏe, làm việc nhiều giờ không biết mệt, giúp máu huyết lưu thông, giảm nguy cơ tai biến mạch máu não. Tớ mấy ngày nay chị làm cái lễ nó đông tất cái nỗi mà chị muốn xỉu luôn. Chị để dành cái 10 giây là chị em chờ đó mà yeah. lúc chị gần xỉu chị biết uống uống xong mà một tiếng sau chị khỏe rồi chị làm thì không có thấy mệt luôn. Xin liên lạc qua số 1800 tám à... sách gói đi tù hết và các bạn thấy ở trong cái gọi là chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng bị lôi cổ của đinh của Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng vân vân. Nhưng mà các bạn nói cho tôi nghe đi, đó là những cái mà người ta nhìn thấy rõ là phe cánh từng là một thời phe cánh của nguyễn tấn dũng chứ không phải là phe cánh của nguyễn phú trọng thì các bạn đã đủ hiểu là đó là một cuộc thanh trừng chứ không phải là một cuộc bài trừ tham nhũng tại nếu bài trừ tham nhũng nguyễn phú trọng phải đem phe cánh của ông ta lên trị trước thì nó mới chứng minh cái thái độ trong sạch của ông ta và quyết tâm chống tham nhũng của ông ta còn đằng này ông ta chỉ nướng những người thuộc phe cánh của nguyễn tấn dũng thì các bạn đã hiểu đó chỉ là một cuộc thanh trừng chứ không phải là một cái cuộc chống tham nhũng để giúp cho dân bớt khổ các bạn và cái chống tham nhũng đó có ảnh hưởng được tới người dân hay không các bạn bây giờ các bạn lái xe bị công an giao thông trận lại họ có lấy tiền các bạn không và các bạn khi mà bắt đầu đi lên những cái cơ quan thuộc về gọi là cái chính phủ cai trị các bạn. Xin giấy tờ đó. Thì các bạn sẽ có đưa bao phong bì hay không? Nếu muốn công việc của mình mau. Nhất là cái cơ chế cồng kềnh Đủ 7-8 cái mọc thì mới thoát. Thì mới có thể được được thực hiện cái dự án của mình. Và mỗi một cái mọc như vậy là ít nhất phải là một hai cái phong bì nó ảnh hưởng toàn bộ xã hội cái tham nhũng ở Việt Nam nó ảnh hưởng trực tiếp tới người dân nó không giống những những xã hội khác nha các bạn những xã hội mà tôi vừa nói giống như ở Hoa Kỳ cái tham nhũng nó có hay không nó có tôi khẳng định luôn nhưng nó có ảnh hưởng tới đời sống người dân hay không cái đó nó không có còn cái ảnh hưởng của cái tham nhũng ở Việt Nam nó ảnh hưởng trực tiếp tới người dân các bạn ra đường mà các bạn vi phạm luật giao thông một cái là các bạn sẽ thấy cái cảnh cái cảnh mà công an giao thông lấy tiền các bạn như thế nào rồi thậm chí các bạn không vi phạm mà bị thổi còi lại cũng nộp một hai trăm ngàn rồi đúng chưa rồi các bạn đi đến những cái cơ quan công quyền tức là thay vì họ có trách nhiệm giúp đỡ các bạn thực hiện những cái dự án abcd thì họ tỏ thái độ quan liêu hách dịch trừ phi các bạn đưa phong bì dưới gầm bàn thì mọi việc sẽ được thông ngay và tùy theo mức độ của phong bì các bạn, công việc thông nhanh hay thông chậm thôi. Đó là cái thể chế đang cai trị các bạn. Và khi mà các bạn, nhất là những các bạn mà đi ra làm ăn, tức là không còn đi làm công nữa đó. Tức là muốn tự mình làm ăn để tự mình làm chủ cuộc đời của mình đó. Thì cái chi phí của các bạn mà lo lót cho các quan chức nó còn hơn cái đồng lương các bạn gấp 10 lần khi các bạn đi làm công nữa. Các bạn mở một nhà hàng để buôn bán kiếm cơm qua ngày. Ông công an khu vực, ông chủ tịch phường, ông chủ tịch quận rồi tới cái gì? Cái giấy phép kinh doanh, rồi tới cục thực phẩm quản, quản lý thực phẩm, tất cả những ban ngành đó nó đều vo nó đều can dự đến cái mối làm ăn đó của các bạn, của cái nhà hàng đó. Và nếu các bạn không có phong bì thì họ sẽ lem điểm này điểm kia ra. Oh, cái building này à, anh chọn nó có cái chỗ này phải sửa lại, chỗ này phải làm để, để thông qua. Nội các bạn chi tiền sửa không là tốn bao nhiêu tiền rồi. Mà chi tiền sửa không chưa chắc được thông qua nữa. Khi chi tiền sửa là lại phải chi thêm tiền cho cho các quan chức ở trong cái 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 cái, cái gọi là kiểm soát cái ngành xây dựng đó. Là các bạn lại phải tốn thêm tiền ở đó nữa rồi, đúng không? Nếu mà các bạn không không lo lót cho những quan chức tới kiểm tra cái cái cơ sở làm ăn của các bạn và nếu mà chi một lần đó thì thôi mình làm ăn rồi lỡ rồi bỏ 100 ngàn đô la ra làm ăn thì coi như thêm 100 ngàn nữa đi là tiền coi như là tiền thí cô hồn đi nếu được như vậy thì các bạn cũng đã may mắn nhưng cái này các bạn là cái chi phí hàng tháng tức là họ lấy tiền không phải chỉ một lần mà họ mong là các họ muốn các bạn phải nộp tiền hàng tháng cho họ cái này là cái mà các bạn nhức đầu nhất đó. Lấy một lần thì ta thí cô hồn. Còn mà lấy hàng tháng. Bây giờ đâu cần biết mình bán lời hay bán lỗ mà cứ tháng nào nó cứ theo phần trăm nó lấy. À, công an khu vực đòi hùng 5%, 10%, ông chủ tịch phường cũng đòi hùng 5, 10%, rồi ông ông quản lý thị trường cũng đòi hùng 5, 10% mà có ông nào bỏ vốn đâu. Nói bằng cái miệng. Rồi tới tháng cứ ông này phải chia 5%, 10% tiền lời. Ông kia cũng phải chia tiền lời, ông nọ cũng phải chia tiền lời, các bạn dám khai lỗ hay không? Khai lỗ cái nó ủa. Lỗ mà mở ăn cửa làm ăn làm gì thôi đóng cửa cha nó cho rồi đi. Các bạn. Đó là thực chất và cái lối tham nhũng đó nó xảy ra đầy rẫy ở Việt Nam đó. Nó xảy ra đầy rẫy ở Việt Nam. Ở Sài Gòn, ở Hà Nội, ở khắp các nơi. Ông chỉ đem một vài nhân vật thuộc cánh đối lập với ông trong cái đảng cuộc thanh trừng của ông. Và ông đem ra ông ta đốt thôi. Còn thuộc cánh của ông ta thì ông ta có đốt hay không? Cái này chúng ta chưa biết các bạn. Tôi nhìn vào cái vụ yên bái cho tới giờ phút này nó vẫn im lặng. Khi mà bà bí thư tỉnh yên bái vẫn còn phay phay và gia đình của bà vẫn cai trị tỉnh yên bái. Vẫn cai trị ở đó một cách thoải mái. Và vẫn không có một cái dấu hiệu gì cho thấy là à, cái, cái lò củi của ông nguyễn phú trọng sẽ đốt tới bà này trong khi những người đi theo cánh miền nam thì bị đốt liên tục luôn các bạn bị đốt liên tục luôn còn sân sau của ông trọng thì không thấy ai bị đốt cả và trần hồng hà cũng chỉ là một cái thứ sân sau và tôi chưa biết rằng là lần này sẽ có bao nhiêu quan chức ở sài gòn đến dự cái tiệc cưới của con của trần hồng hà là tôi không biết là Lê Thanh Hải có giữ hay không. Lê Thanh Hải đang bị chiếu tướng trong cái vụ ở Thủ Thiêm. Và lần này nếu như mà các bạn ở Sài Gòn, Hà Nội, ở Sài Gòn, những khu vực lân cận có thể đến để mà chiêm ngưỡng cái cái đám cưới của một quan chức đỏ như thế nào. Và chắc chắn là cả đời các bạn mơ tưởng cũng không được. Và lạng quạng ngày hôm đó, sau khi mà tôi làm cái livestream này á, là các con đường xung quanh cái nhà hàng đó sẽ bị phong tỏa chưa chắc các bạn đã tiếp cận được cái nhà hàng đó nhưng mà tôi hy vọng rằng những người có những ngôi nhà xung quanh ở đó vẫn trên nhà của mình chụp được những tấm hình thảy lên mạng xã hội tôi cảm ơn rất là nhiều vâng trở lại câu chuyện của chúng ta các bạn trong tất cả các xã hội trên thế giới nếu mà nói cái quốc gia nào không tham nhũng thì chúng ta thấy rõ ràng là xạo bất cứ quốc gia nào kể cả hoa kỳ kể cả âu châu kể cả nga trung quốc tất cả các quốc gia đều vướng vào cái nạn tham nhũng cả không quốc gia nào tránh khỏi tuy nhiên cái mức độ tham nhũng nó cao hay nó thấp và nó có làm phiền tới công chúng hay không thì nó khác các bạn nó khác xa lắm ví dụ như ở hoa kỳ các bạn vẫn thấy uh, vẫn có uh, lâu lâu vẫn có cái tin là một hai quan chức hay là dân biểu bị bắt vì tội tham nhũng đúng không các bạn nhưng mà cái tham nhũng của họ không có ảnh hưởng đến người dân mà họ tham nhũng những cái chính sách nào đó hay là làm ăn nào đó và nó ảnh hưởng tới cái kỹ nghệ đó một phần nào và cái mức độ rất là ít cái mức độ tham nhũng ở những quốc gia mà tôi vừa nêu tên rất là ít còn những cái quốc gia mà thuộc cái xã hội một đảng cai trị đó các bạn Là nó tham nhũng từ đầu tới cuối luôn Nó tham nhũng một cách khủng khiếp luôn các bạn Các bạn thấy à, Ở nghe, ở Trung Quốc nè Ở Việt Nam nè Và vừa rồi các bạn thấy cái cuộc mà thay đổi Ở Malaysia hay không Ở Malaysia Khi mà người ta khám nhà của ông Thủ tướng Và vừa bị uh, Điều tra và Sự trả lại chính trường của ông Mahathir Mohamad đó đúng không các bạn? Là người ta phát hiện ra cả triệu đô la tiền mặt. Nó tham nhũng như vậy. Và các quan đã tham nhũng bằng mọi cách. Nhưng mà những quốc gia đó là những quốc gia họ có một cái cơ chế gọi là đa đảng. Nhiều đảng cây, nhiều đảng tham chính. Do đó, khi bị tố giác ra, thì ông này không cản được. Ông này đang nắm quyền thủ tướng mà các bạn. Và cuối cùng thì ông ta đã thất bại và sự trở lại chính trường của Mahathir Mohamad chín mươi mấy tuổi rồi mà vẫn phải giác công trở lại chính trường thay vì an nhà an hưởng tuổi tuổi già nhưng mà vì cái đất nước đó Mahathir Mohamad chấp nhận trở lại chính trường và ông ta thắng cử bây giờ nói qua tình hình của cái đảng cai trị các bạn đi cái đảng cai trị các bạn nha có bao giờ có bao giờ mà họ làm một hàng loạt một cái cuộc gọi là thanh trừng về tham nhũng không các bạn? Nếu như mà làm một cách thẳng tay thì toàn bộ 3 triệu đảng viên đó đều phải sách gói đi tù hết. Đều phải sách gói đi tù hết các bạn. Nếu như thật sự Việt Nam có một cái chế độ đa đảng. Còn một đảng cai trị thì tao tham nhũng kệ tao. Cùng lắm thì kỷ luật trong đảng rồi vài năm sau tao qua cái chỗ khác tao làm thì tao cũng lên chức thôi và tiếp tục tham nhũng các bạn. Tùy theo mỗi ngành mà họ ăn. Và cái nạn tham nhũng ở Việt Nam không thể trị, không thể giảm được. Bây giờ ai nói giảm? Chứ tôi nói là không thể giảm được, tại vì một đảng cai trị không thể nào giảm được tham nhũng mà nó chỉ có tăng thôi. Bất quá nó chỉ là cuộc thanh trừng nội bộ trong đảng. Và phe này thắng thì phe thua sẽ bị thanh trừng. Thế thôi. Còn trong một cái xã hội mà nhiều đảng cai trị thì nó khác các bạn. Và nó có một cái nền tư pháp độc lập đó thì sẽ sắp gói đi tù hết các bạn. Và một trong những cái thông tin mà được tôi verify trong tuần lễ này và chỉ còn có một hai ngày nữa thôi. Nếu nếu như những người nào mà đang khiếu kiện đất đai tôi gọi là đang khiếu kiện đất đai mà xem livestream hoặc bạn bè của họ mà đang xem livestream của tôi ở tại Sài Gòn nhất là những người đang ở thủ thiêm đó các bạn thì có thể tới chỗ này bởi vì hai ngày nữa thế tính theo cái giờ việt nam đó thì sẽ có một cái event khá đặc biệt là cơ hội mà tất cả quan chức đỏ đều có mặt đều có mặt nghe các bạn đều có mặt để mà tham dự và cái này không những là các quan chức đỏ mà tất cả những doanh nghiệp tức là những thương gia ở sài gòn nếu không dự tiệc được thì cũng phải gửi thư mừng. Bởi vì ngày 2 tây tháng 6, tôi nói ngày 2 tây tháng 6 tính theo giờ Việt Nam đó các bạn, 11 giờ trưa. 11 giờ trưa tức là ngày thứ bảy đúng không? 2 tây tháng 6 là ngày thứ bảy. 11 giờ trưa tại nhà hàng Gum. Nhà hàng có tên là Chi EM tôi gọi là Gum á. Ok. À, ở số 8 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Nhất Sài Gòn. Các bạn nhớ giùm tôi số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm quận nhất Sài Gòn nhà hàng gom tôi biết không biết là các bạn biết cái nhà hàng này hay không nếu các bạn ở Sài Gòn sẽ diễn ra một cái đám cưới rất lớn rất lớn là con của đương kim bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà làm đám cưới cho con tại cái khu vực này do đó thì nhiều quan chức đỏ sẽ có mặt và là cơ hội cho những người khiếu kiện đất đai những người đi đòi đất, những người phản đối về môi trường bị ô nhiễm có thể tới cái địa điểm này vào ngày 2 tây tháng 6 lúc à 11 giờ trưa nghe các bạn. 11 giờ trưa thì sẽ có cái đám cưới diễn ra và hai tuần lễ sau đó thì Trần Hồng Hà lại tiếp tục thực hiện cái đám cưới lần thứ hai tại Hà Nội. Và do đó tại sao tôi đưa cái đề tài đầu tiên của tôi trong cái buổi uh, nói chuyện ngày hôm nay với các bạn là về vấn đề các quan chức nghĩ ra cách hối lộ một cách hợp pháp các bạn tổ chức đám dỗ đám tang hay đám cưới là cơ hội để các quan chức bắn tin cho tất cả những doanh nghiệp những thương nhân có quan hệ với mình là phải biết điều một chút đám cưới con của tôi đấy và các bạn biết phong bì đi thì sẽ không ít đâu Phong bị đi sẽ không ít đâu và lần này tôi được biết sau khi mà tôi verify, tôi verify cái tin này xong đó, tức là tôi xác nhận cái nguồn tin này xong đó, thì cái nguồn tin này còn cho biết là cái đám cưới này Trần Hồng Hà có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là đương nhiên hốt được bao nhiêu thì hốt từ các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp nào liên hệ tới môi trường. Các bạn biết là những những thương nhân Trung Quốc là đây là cái cơ hội để mà góp vốn cho Trần Hồng Hà. Là người thứ nhất, là một trong những cái mục tiêu thứ nhất. Và mục tiêu thứ hai là Trần Hồng Hà cũng muốn sử dụng cái đám cưới này để phô trương thanh thế nhằm mục đích để có thể ngồi vào cái ghế phó thủ tướng trong cái nhiệm kỳ tới. Đó là hai cái mục đích mà Trần Hồng Hà tổ chức rình rang đám cưới của con mình ở tại đây và cái người phụ trách mà đưa thiệp mời cho Trần Hồng Hà chính là Lương Duy Hành, người phụ trách toàn bộ trong cái vấn đề thanh tra công ty Formosa tại miền Trung các bạn. Và các bạn hiểu Lê Lương Duy Hành là ai và có họ hàng gì với Trần Hồng Hà, tôi không nói thêm nữa. Các bạn ở trong nước hiểu rành hơn tôi. Nhưng cái đám cưới này sẽ xảy ra vào ngày 2 tây tháng 6 tại nhà hàng Gum, tức là chữ Chi, là chữ 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 G đó các bạn. Chữ Y tức là chữ E đó, chữ M. Ở số 8 đường Nguyễn Bình Khiêm, quận Nhất Sài Gòn. Thì nhân cái đám cưới này thì cái nguồn tin đã đưa cho tôi thấy trong thời gian gần đây, tức là khoảng độ 10 năm trở lại đây. Các bạn, cái vấn đề tham nhũng của Việt Nam đã đến mức trầm trọng rồi. Nhưng mà làm sao lách luật để mà không bị vướng vào tham nhũng các bạn. Ngày lễ, ngày Tết, ngày dỗ, ngày cưới, ngày tang Tất cả những cái ngày này trở thành cái ngày đại thu của các quan chức. Từ nhỏ tới lớn các bạn. Từ cấp phường xã cho tới cấp trung ương. Và tất cả là phải nhận quà hết. Và những cái quà lễ đó nó không phải là À, những cái vật mà các bạn thấy là một cái một cái black hay là một cái gì nó bình thường nó đơn giản một cái cà vạt mà nó chỉ là những cái phong bì rất mỏng, rất nhẹ các bạn. Và trong những cái phong bì đó lại là những con số rất khổng lồ. Những con số mà các bạn không tưởng